Thưa quý vị và các bạn, với nhiều người thì HIV giờ đây có thể sẽ không còn là căn bệnh thế kỷ khi mà bệnh nhân thứ ba vừa được chữa khỏi hoàn toàn nhờ phương pháp điều trị bằng máu dây rốn. Đây cũng là bệnh nhân nữ đầu tiên trên thế giới khỏi bệnh nhờ phương pháp này. Máu dây rốn được cung cấp rộng rãi hơn so với tế bào gốc trưởng thành, dùng trong các ca cây ghép tủy xương đã chữa khỏi bệnh cho hai bệnh nhân HIV trước đó và nó không cần liên hệ huyết thống gần với người nhận. Bệnh nhân HIV được chữa khỏi mới nhất bị ung thư máu đã nhận được máu dây rốn để điều trị ung thư. Máu dây rốn này được một người hiến tặng phù hợp một phần thay vì thông lệ điển hình là tìm người hiến tặng tủy xương có cùng chủng tộc và dân tộc với bệnh nhân. Bệnh nhân cũng nhận được máu từ một người thân để có khả năng miễn dịch tạm thời trong quá trình cấy ghép. Cây ghép tủy xương không phải là một chiến lược khả thi để chữa khỏi hầu hết những người nhiễm HIV. Tuy nhiên, đây là phương pháp chữa trị HIV hoàn toàn khả thi và có thể tăng cường việc sử dụng liệu pháp gen như một chiến lược chữa HIV. Người phụ nữ vừa được chữa khỏi HIV hiện đã bước qua tuổi trung niên và không muốn tiết lộ thông tin cụ thể do lo ngại về quyền riêng tư. Bệnh nhân được trần đoán nhiễm HIV vào tháng 6 năm 2013.